Em về là nó bảo là cho hai chảo, không lấy tí nào đâu, không lấy tí nào, mù cha không lấy, hai bao nhiêu không lấy. Một chế lâu, một chế nào mỏ, một chế số lẻ u mỏ xí gì đâu, cho lo sợ ít tạm ấy, tụt bộ, chưa chưa phu luôn, nó trong nó không, có chỉ chả nó khó sợ. Ủa. Ý chọi bỏ chuồng á. Bố dân chính của 600 thì là ý chọ lệnh ý chọ lệnh chua chua chọ chia thôi. Dạ. Một triệu 90.000 nha. Đấy. Đúng rồi đấy. Ý mình chả pu tin lò. Mấy hôm lên là bị quên. Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì anh em mình tiếp tục quay trở lại đây để chia sẻ một cái câu chuyện mà có lẽ là sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ. Máy bắt mic rồi đúng không? Tại vì là anh em mình rất muốn chia sẻ cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì trong cái cuộc hành trình quay trở lại nhà của chị Sùng ngày hôm nay ấy thì anh em mình có 3 cái công việc chính. Thứ nhất là lên để trao đổi chia sẻ với em Mua về cái câu chuyện là không cái cúng bái nữa. Bởi vì em bé khóc mà suốt ngày cúng thì mình nghe nó vẻ là không giàu được là đúng rồi, nó sẽ nghèo suốt thôi. Thứ hai nữa là lên để trả tiền cho anh Vư, tiền giường, tiền bàn đã làm cho nhà của chị Sùng ấy. Và cái câu chuyện thứ ba thì trong nữa Tạp Giáo Mạch sẽ chia sẻ cho quý cô anh chị và mọi người cùng lắng nghe. Đây có sẽ là một cái sự chia sẻ, một cái sự biết ơn và một cái sự gọi là có đi có lại. Tuy nhiên thì vẫn còn phải cân đối rất là nhiều. Bây giờ thì đi vào nhà của chị Sùng đã. Xong nhả một lái rau à? Chào nhá. Không vứt vào đây chú ơi. Mày giờ nó không ảnh vứt ra rồi. Nó vẫn thủ xuống dưới. Thằng rồi cho hay ở ba cây. Bỏ ba cây ra kia rồi. Bỏ ba cái cây ra rồi. Bỏ rồi. Cái này phút để hầu nữa nhá. Rồi. Ít nông phút hoàn toàn tỉnh đây. Ít nông phút ít tỉnh chứ đâu. Phút ít tỉnh đây mà. Vô đây ô, vô cho. Vô cho. Phút kiểu tụ phút á, hầu cho. Hầu tụ phút đến nó. Ây da. Vô còn chỉ vô nữa à. Vô cho đây chứ mà nhìn chỉ chanh thôi. Vô đây nè, phút cư này qua. Qua mỏ. Có ý nhãn tụng bua nè. Ý nhãn tụng bua chỉ có là phun chè cho nhỏ. Nhỏ mà. Muối là chè à? À muối, dê. Muối, mấy, mấy mà nhỉ? Dây. Dây, đấy, nó là như thế. Đấy, làm được quả này quá tịnh phò luôn nè. Một ngày thì cho một xá thì cho một ống rồi. Không nhỉ, lúc nào quét dọn sạch sẽ nhỉ? Thề.
Trọng đi lên trên kia quay nhìn xuống cho các bác xem sân rộng rãi mà lúc nào sân cũng sạch sẽ luôn. Dạ. Không thể sư nhà sân mỉa đây. Sửa thế nữa. Đây này đừng có hóa cặp hầu ý cặp đúng không? Hầu ý cặp. Vâng. Ôi giời. Đấy, xem lại sản phẩm của anh Vư đây. Ô tủ pư tài sạy á. Ô tủ pư chỉ tông thôi. Chí không. Bên dưới thì là anh em mình mua cái ván ép về. Đúng ra cái chiếu phải để trên thì mới đúng. Giường bên này thì khi mà bảo là bảo chị Sùng là sơn thì chị Sùng không thích bởi vì cái mùi sơn nó hôi nên là anh Vương không sơn luôn. Đấy, tiền sơn giường thì khi mà video lên sóng thì các bác cũng bảo là Tam Giác Mạch không nói đến cái giường món quà của các bác thì cũng hơi thiếu thật, bởi vì là cái phần quà mà giường này với cái bộ bàn ấy thì khi mà nhận được tin thì Tam Giác Mạch cũng đã làm hẳn video lên trên mạng rồi cho các bác xem rồi. Còn đây là cái bộ bàn ghế. Tuy nhiên thì bộ bàn ghế này đúng hơn là để ở bếp ăn cơm là đúng hơn nhờ. Để ở bếp ăn cơm là đúng hơn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chưa có bộ bàn ghế mà các bác gọi là các bác, một số bác hôm nọ có một bác gọi là muốn giúp đỡ, tuy nhiên phải chờ đến sang tuần thì mới gửi được tiền về. Thì khi mà mua bàn mới thì cái bộ này sẽ dồn về bếp để mấy mẹ con ăn cơm. Thì các bác cũng hết sức là hiểu cho anh em Tam Giác Mạch, bởi vì là khi mà video lên sóng rồi thì có những cái món quà còn thiếu mà một số bác xem được và các nhà hảo tâm khác xem được rất muốn hỗ trợ và mua cho gia đình, thì anh em mình cũng sẽ mua và sẽ video lên sóng. Tất nhiên là các hoàn cảnh khác khi mà các nhà hảo tâm gửi thì anh em mình cũng sẽ chia đều và làm đều ra thôi. Tuy nhiên thì giả sử thôi, một khán giả nào đó đang xem video này muốn giúp đỡ gia đình một cái ấm chén chẳng hạn thì anh em mình vẫn nhận thôi. Và đấy là tình cảm của khán giả đó, anh em mình vẫn nhận. Nó là như vậy, kể cả là rất là nhiều quà đổ về một chỗ thì anh em mình vẫn làm. Tất nhiên là quà dành cho ai, lộc của ai, người đấy thì hưởng. Và anh em mình rất hiểu điều đó. Để cho xin. Đây, cho xin. Thì cái tiền của anh Vư nọ thì đã giả rồi. Giả là 500.000 rồi thì và 101 rồi. Bây giờ còn dư là 1.090.000. Y chỏ lành chùa chỏ. Là giả chưa? Giả hết rồi. Giả hết rồi. 100.000. Đúng rồi. Cái này là tiền chỗ Thanh Mai đúng không? Là giả hết rồi. Một triệu. 1.000.000. Gì? Lấy cái này mà cho không lấy tiền. À rồi thôi. Nói chung là đã sơn cho chị Sùng rồi thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu nữa, chỉ 80.000 thôi thì thôi. Đấy, thì hôm nay là giả tiền nốt cho anh Vừ, là bao gồm tiền bàn này, tiền hai cái giường này mọi người ạ, một bộ bàn ghế này và hai cái giường thì 1.090.000. Thì thôi, không có 90.000 thì là cầm luôn là 1.100.000 y chỏ y. Cậu xem mà chỉ mua mà chỉ hay là pu mình nhuẩn nó bình bình sức là nè cho xanh tiểu cư đấy. Vâng đấy, đấy bây giờ thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện mà chú cái gì vạt sông à hay là cái gì bây giờ hú cái gì vạt sử đấy, vạt sử chú vạt sử muốn là cái mảnh đất hiện tại này này, anh em mình đang ngồi đây này làm được nhà của chị Sùng ấy, thì là đất của anh Vừ trước kia khi đã chia cái mảnh nương rồi. Anh Vừ đã không lấy một đồng nào để giúp gia đình của chị Sùng, giúp gia đình của chú Vả Sử đây làm được cái nhà như hiện tại. Và hôm nay thì chú Vả Sử ấy cũng muốn ngỏ ý thôi, tức nghĩa là dành nốt cái mảnh nương bên kia, bởi vì mảnh nương bên kia thì thuộc về chị Sùng rồi, thuộc về chú Vả Sử rồi.
là dành lại cho anh Vừ để anh Vừ làm một cái nhà tương tự như cái căn nhà của chị Sùng hiện tại đây này. Đấy là cái mong muốn của gia đình. Hôm qua thì cũng là nói chuyện với em Trở thì em Trở nói là bố là có ý là bây giờ anh Vừ không có đất làm nhà, làm ở chỗ kia thì cũng khó khăn đấy, thì muốn nhường một chút nương bên cạnh để làm, bởi vì chú Vừ đã giúp gia đình mình rồi, bây giờ gia đình mình giúp lại, kiểu kiểu như thế nhở nhở. Tôi nghĩ là chú và sự vâng. Nói chung là người tốt gặp người tốt, và cái câu chuyện như thế thì anh em mình làm đến thời điểm hiện tại là căn nhà thứ 8 rồi thì cũng không còn lạ lẫm nữa. Tuy nhiên thì mảnh đất chút nữa Tân Giáo Mày sẽ cùng với hai chú này, anh Vừ ra xem cái mảnh đất. Tân Giáo Mày xin phép được dịch lại một chút, nếu như mà khán giả nào của Tân Giáo Mày là người Mông thì chắc có lẽ đã hiểu được cái chú Vả Sử vừa nói cái gì rồi. Theo như cái tầm hiểu biết về tiếng Mông của Tân Giáo Mày, chú Vả Sử vừa nói đây là nếu như không có anh Vừ giúp chú thì hiện tại là con gái cơm điếc của chú cũng không có căn nhà ngày hôm nay. Thế nên là chú cũng muốn là dành lại cái mảnh nương ở bên kia để giúp lại anh Vừ làm mới căn nhà, là một người giúp một người. Và nếu như trước anh Vừa không giúp chú thì bây giờ chú cũng không giúp lại, mà trước anh Vừa đã giúp rồi thì bây giờ anh chú là cũng mở ý là giúp lại cái mảnh đất bên kia, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ uống nước xong là chú cho mình đi xem cái mảnh đất đấy thế nào. Nếu mà anh Vừa quyết định làm ở đấy thì anh em mình sẽ làm, còn không thì vẫn phương án là làm nhà anh Vừa hiện tại. Tuy nhiên thì với cái tấm lòng của chú bố chị Sùng này thì cũng đủ hiểu được rằng là tình xóm, tình anh em, người ta bảo là bán anh em xa mua láng giềng gần. Đất chắc chắn là không thể đẻ ra. Tuy nhiên thì với những cái sự quan tâm đùm bọc lẫn nhau như thế này thì dù có khó khăn đến đâu, Tân Giáo Mày nghĩ rằng là chỉ cần mọi người quyết tâm đồng lòng và giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh thì khi mà các nhà hảo tâm xem được, chắc chắn người ta cũng cảm thấy là mát lòng mát dạ. Và chắc chắn rồi, với những cái sự giúp đỡ như vậy, người ta sẽ cảm thấy là không nhầm người. Bây giờ thì uống nước đi, xong là mời tất cả mọi người sẽ cùng anh em mình đi xem cái chỗ đất đấy như thế nào. Đi, nó đề mà mua xua chứ. Mà chị cũng tới chị vô này có nhẹ. Dạ. Nếu tới chị vô cũng có nhẹ mà cũng tới chị vô này, giờ đi vô mà cũng vô. Thì là vô vô mà nó kia. Giờ đi vô mà cũng vô hết. Nếu tới chị vô mà cũng chị vô này. Dạ dạ. Cô chủ trong này cô chị vô đây chứ mà tao tao tức là vua mà cô họ chỉ tao tức là đấy mà tức là chỉ vua đấy cô cô rất là tôi cứ hay đi nghĩa mà dùng mà ta giờ giờ pu mình chị à mà cô mà uốn uốn đôi chân mà nhúa như ta như bao lâu kia đó muộn cày mà u lọ nó lọ nó cứ muộn cày muộn chơi mà tay hòn nọ chỉ mua mà xì mua mà mới có cái mà cô chỉ hay còn lớn nó lắm, còn vô nhà cô mà cô chỉ dành con lắm. Do đâu, vô nhà là mà cô chỉ mua con nó hung tung non cay nó hầu hầu chơi luôn. Để mà nói thì đúng thật sự nếu như mà mọi thứ đều trao đổi bằng tiền thì nếu không có tình cảm ở trong đấy thì chắc chắn cũng sẽ rất là khó. Nhiều trường hợp là vì cái chút lợi, tư lợi trước mắt mà không nghĩ đến tình làng xóm thì khi mà có bất cứ khó khăn gì người ta cũng sẽ không giúp đỡ và họ cũng đều phải bằng tiền hết thì người ta mới có thể quay lại với mình. Đi uống nước đi xong chú cháu mình sang xem mảnh đất đấy, sau đó là anh em mình sẽ cùng nhau vào để với gia đình em mua và thuyết phục em mua là không cúng bái gì nữa cả, bởi vì là khi mà cúng bái thì rất là tốn kém, mà béo nhất
mà sướng nhất chỉ có ông thầy cúng thôi. Nên là trông nữa quý ba anh chị đừng vội bỏ vào video mà cứ theo dõi anh em mình xem vào trong đấy xem cái kết như thế nào nhé. Đi. Có cái chốt mà. Mỗi lúc chốt mà. Mua một cái chó này có chịu khá không khá này. Mai cháu mua cho một cái. Để không thấy bảo. Có cái chốt mà mai mua cái khóa là mà này. Đấy. Cái vị trí hiện tại thì vâng. Những cái thước phim ở trên cao thì mọi người đã thấy rồi. Ờ, ít túi ít chia mà. Cho ním à, pu cho ním à. Thì lá vừa. Pu xin chào pu cho ním à. Pu cho ním mà ní chỉ dạy. Ní chỉ dạy ní hai pu to. Pu có thứ? To. Ní lúc chơi. Ở gần nhà kia. À, thứ tưởng là cho chỗ này. Nó bỏ cho cái nhà cũ ở gần đấy à? Ừ. Gần đấy là của chú à? Thầy cho tôi tí lầu và tê chứ là cô thầu cô nhỏ buồn trời mà cô lò thôn ở tê nhỏ nữa nên là cho chị lót chân dài đó ua ít lúc chế cho cô mà giờ ua rong liều trong nẻ lúc này mà nhỏ ít thiết thì là mà cô thò thế cho thò à tí lầu thì có tí lầu bố cho cô nhỏ mà tí lầu thế thì mà lấy cô tí bố con này nên cho cháu này ua là mà giờ mà tí lầu bố cô thế ở gần nhà anh luôn gì? Đúng rồi. À, tưởng là mảnh này, nếu mà mảnh này thì hơi dốc một tí. Nếu mà ở gần nhà thì đi, đi xem là ở gần nhà thì là cái mảnh như nào. Bắt đầu tưởng là ở chỗ này, nếu mà chỗ này thì cũng được thôi. À, thế là cho mảnh ở gần nhà đúng không? Gần nhà cũ đúng không? Vâng, vâng. Đấy. Thế thì không cần phải lo cái vấn đề là nhà cửa như nào nữa. Tưởng là cho mảnh gần này luôn. Một số nơi thì quan niệm là trẻ hơn thì không được ở nhà ở bên trên. Nhưng mà tao Giang Mạch thấy cái quan niệm đấy rất là buồn cười. Khó nên mà giờ tục cứu nè. Khó nên mà tại chú hấu nè. Giờ hấu nên mà lò chú tỏ đại nên mà giờ cũ. Hấu nên mà giờ tục cứu nè yo. Khó nên giờ cũ nè. Khó nên mà giờ cũ tục cứu nè yo. Cho nên giờ xin giờ vào sự. Cho nên giờ cũ. Khó nên giờ cũ tục cứu cho tù nhẹ nhó. Xin giờ phú cái từ. Phú á. Phú mà phú lò khó lò khó nè. Lò thò khó nè. Mù cho hầu ni ta đi ni khó ni chứ luôn. Tôi chỉ bố ở. Họ ni mà giờ cũng tục kêu nhó sầu thế này. Hầu ni mà giờ tục kêu nè. Hầu của ta thấy ổ đô chồng có bò mà giờ tục nè. Cũng mà giờ tạo ni mù cho tì nè. Họ cây to to, cây dài cái này. Ngã cái này, chỗ cái này. Cái này thì này. Cho nên thì là vừa thó nhó sư là thó mà tháo này thó nhó tháo mà như này tháo như chính nó tháo như à mua lâu nhỉ qua các cà này con cà hiểu rồi hút thuốc phiện từ từ hút thuốc phiện ổ chua nè ổ chua ổ thuốc phiện tao chào sông á tao cầu ổ sông á cứ là thao tiết lòng tôi nghĩa là em hiểu rồi tôi nghĩa là ngày trước là cái nhà của anh Vư là ở chỗ cái chuồng bò mà mới dựng ấy đấy sau là ở dưới kia là ăn trộm cắp nhiều vì là có cái đội thuốc nghiện thuốc phiện đúng không là ăn trộm cắp trộm gà các thứ trộm bò các thứ nhiều thì anh Vư mới xin cái mảnh đất của chú và sử này cái nhà hiện tại nhá đến hôm nay tao giúp anh bị ngớ người ra luôn là vì sao chú này muốn cho đất để làm nhà hóa ra là cái chỗ ở hiện tại là của chú và sử tức là ở dưới kia là xa quá và rộng rạp quá thì nhiều trộm cắp nên là anh Vư mới cùng mẹ là xin đất chỗ này là trước làm miếng nương này này chỗ hiện tại là của chú này là anh Vư mới xin để làm cái nhà ở hiện tại. Thế nên là hôm nay mình nghe cái câu chuyện là chú và sử là cho thì tao giờ này cứ nghĩ là mảnh ở bên gần nhà cơ. Tuy nhiên không phải, nó là cái mảnh ở hiện tại này này. Thì cái vị trí xây thì chắc chắn sẽ ở đây luôn. À, là một cái câu chuyện nó rất là trùng khớp và nó lại rất là logic. Ở chỗ là gì?
cũng rất là may nếu như mà anh em mình không nghe được cái câu chuyện này. Nếu mà gia đình không đề xuất cái phương án là sẽ cho hẳn cái miếng đất ở hiện tại của nhà anh Vừa thì chắc chắn là đến khi khởi động làm nhà chắc chắn lại vướng phải một cái khó khăn nữa là cái câu chuyện. Tuy nhiên thì nó sẽ không quá phức tạp bởi vì là đã anh Vừa đã cho rồi. Thì chắc chắn bây giờ gia đình dù đi nào chăng nữa thì cũng sẽ không có những cái gây khó dễ. Và tuy nhiên thì đến ngày hôm nay là cái vấn đề đã được giải quyết rồi. Và thật sự là nhẹ nhõm người khi mà vấn đề là cái vị trí nhà ở hiện tại thì sẽ được cất ở đây rồi. Anh Vừa sẽ cất nhà ở đây, một cái nhà như của chị Sùng luôn. Và sau này thì sẽ không còn vấn đề gì lo nữa, bởi vì đã có qua có lại, tình làng nghĩa xóm đã được gắn kết nhiều hơn. Anh Vừa với chú bà Sở thì không phải là anh em ruột thịt đâu, tuy nhiên thì cũng rất là thân trong gia đình, thì có vấn đề gì, công việc gì thì cũng đều giúp đỡ lẫn nhau, không bỏ sót một cái công việc gì cả. Nên là tao ra mày nghĩ rằng là cái sự cho đi của anh Vừa là chính là cái câu trả lời cho cái sự nhận lại ngày hôm nay. Và đây là một cái kết thúc rất là đẹp và một cái câu chuyện mà anh em mình nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại làm công tác thiện nguyện 2 năm gặp phải và chứng kiến thì chắc chắn nó sẽ là một cái kinh nghiệm và kiến thức cực kỳ là hữu ích cho anh em Tam Giác Mạch làm thiện nguyện. Bởi vì khi mình làm công tác vận động, khi mình đầu xuôi đuôi lọt, khi mình có sự trao đổi về vấn đề đất đai, bởi vì làm thiện nguyện thì nó sẽ phần lớn là ảnh hưởng đến đất đai và những cái câu chuyện xung quanh cái lối sống của bà con trên này. Thế nên là làm công tác tư tưởng được một người thì chắc chắn sau này nó sẽ rất là dễ trong cái phạm vi mình làm việc. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thật sự anh em mình cảm thấy rất là hay. Và chắc chắn rồi, sau này khi ngôi nhà được mọc lên thì mọi người sẽ thấy được rằng những cái mô típ nó sẽ gần giống như nhau. Và từ nay thì tình cảm giữa hai gia đình, giữa ba gia đình chị Sùng nữa sẽ được gắn kết nhiều hơn. Được rồi, như thế thì cứ quyết định như thế nhá. Thì sẽ không vấn đề gì về vấn đề cái mảnh đất này nữa. Em về là nó bảo là cho hai chảo không lấy tí nào đâu. Không lấy tí nào, mù cha không lấy. Hai ba nghìn không lấy. Cho không. Rồi, mỗi người giúp một người thôi. Thì có rượu ngon mới ăn được, uống được. Có thịt thì ngon mình ăn được với nhau. Được rồi, thế thì anh em mình sẽ tạm thời chia sẻ như vậy thôi. Và bây giờ sẽ cùng nhau đi vào nhà của Mua xem câu chuyện này nó như thế nào mọi người nhé. Tiếp tục theo dõi hành trình của anh em mình nhé.